Việt Nam, Malaysia, tiến gần vé tứ kết U23 châu Á. Thêm một chiến thắng trước Malaysia ở lượt hai bảng dê hôm nay sẽ giúp Việt Nam gần như chắc suất vào tứ kết U23 châu Á 2024. Việt Nam đang có 3 điểm như Uzbekistan, còn Malaysia và Kuwait tay trắng. Vì vậy, Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận nếu thắng Malaysia, còn Uzbekistan hạ Kuwait ở trận đấu ngay sau đó. Ngay cả hòa, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng duy trì lợi thế trước lượt trận cuối khi nắm quyền tự quyết là chỉ cần hòa Uzbekistan. Thực tế, 10 năm qua, bóng đá Malaysia không còn là đối trọng với Việt Nam ở mọi cấp độ. Lần gần nhất đội tuyển Malaysia cạnh tranh Việt Nam là giai đoạn 2018-2021 dưới thời huấn luyện viên Tang Chen Hoe nhưng thua 4, hòa 1 ở AFF Cup 2018 và vòng loại 2 World Cup 2022. Ở cấp độ U23, chiến thắng gần nhất của Malaysia là SEA Games 2013 với tỷ số 2-1 ở vòng bảng. Sau đó, họ thua liên tiếp, lần lượt là 1-5 ở vòng bảng SEA Games 2015, 0-1 bán kết SEA Games 2021, 0-2 vòng bảng U23 châu Á 2022, 1-4 bán kết U23 Đông Nam Á 2023 và gần nhất là 1-2 vòng bảng SEA Games 32. Trước vòng chung kết U23 châu Á 2024, Malaysia có sự chuẩn bị kỹ càng hơn Việt Nam với 4 trận giao hữu, rồi sang Qatar thích nghi môi trường sớm hơn nửa tháng trước giải. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 12 ngày hội quân, lại biến động vị trí huấn luyện viên trưởng khi ông Tuấn lên thay Philip Trusi. Sau lượt trận ra quân, tình thế đảo chiều với lợi thế tinh thần thuộc về Việt Nam. Malaysia thua đội mạnh nhất bản, đương kim Á quân Uzbekistan không hay dẫn đến bất lợi và áp lực tinh thần còn việt nam xua tan nhiều căng thẳng sau trận thắng kuwait 3 một dù cho vẫn có nhiều trắc trở trong lối chơi và sai lầm cá nhân trước trận đấu tối nay tại sân khalifa international malaysia bối rối hơn khi huấn luyện viên juan garrido phải khắc phục tình trạng sai lầm ở hàng thủ dẫn đến bốn quả phạt đền ở ba trận gần nhất còn hàng công không xuất trúng đích lần nào trước uzbekistan huấn luyện viên người tây ban nha tự nhận malaysia ở chiếu dưới so với việt nam và buộc phải nỗ lực gấp đôi nếu muốn chiến thắng cựu huấn luyện viên đội tuyến quốc gia và U23 Malaysia đã túc ông Kim Sui cho rằng đội nhà không nên phòng ngự chặt chẽ trước Việt Nam. Phải tấn công để tìm kiếm chiến thắng, ông nói với New Satan. Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất ở giai đoạn quan trọng này. Trong khi đó, báo Malaysia Barian khích lệ đội nhà bằng tiêu đề bài viết Chiến thắng hoặc về nhà sớm kêu gọi đoàn quân của Garrido lấy cảm hứng tinh thần 2018 khi Malaysia vào tứ kết U23 châu Á. Việt Nam sẽ vắng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vì chấn thương, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng vì án treo giò nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự tin có phương án thay thế, sẵn sàng đối mặt Malaysia, đối thủ quen thuộc với nhiều cầu thủ mà ông từng gặp ở giải U23 Đông Nam Á năm ngoái. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng nhắc các cầu thủ chơi đơn giản tránh sai lầm như trước Kuwait và chỉ cần không thua thì số phận đội bóng luôn nằm trong tầm kiểm soát.